Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Dạ vâng, hôm nay Trang đang có mặt tại cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 7 có địa chỉ số nhà 2. Dạ vâng, dòng xe Way Alpha phiên bản cổ điển với hai màu là màu xám trắng và màu vàng trắng. Phải nói rằng một cái sự kết hợp giữa các mảng màu trên xe tạo nên một chiếc xe Way Alpha vô cùng đẹp và bắt mắt ạ. Vâng, với cái màu cổ điển với màu vàng trắng này và cái khối màu xám kết hợp với trắng giúp cho chiếc xe trở nên là nổi bật hơn rất là nhiều. Đặc biệt là khi các bạn di chuyển trên đường, khi các bạn ngồi trên chiếc xe, các bạn sẽ thấy rằng mình nổi bật hơn rất là nhiều so với các phương tiện xung quanh, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy rằng dòng xe Way Alpha phiên bản cổ điển này, bản 2024 này, các bạn có thể thấy như vậy, thiết kế phía bên ngoài này vẫn kế thừa và phát huy được những cái nét thon gọn vốn có của dòng xe Way Alpha, rất là cân đối phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam. Dạ vâng, các bạn nhìn thấy như là cái phuộc trước này và cái giảm sóc của dòng xe Way Alpha phiên bản cổ điển 2024 thế này vẫn được giữ cái màu bạc xám như này các bạn nhé. Và phần nhựa phía trong sẽ là phần nhựa trắng ạ. Đó. Đó. Một cái màu cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Dạ vâng, và hiện tại thì dòng xe Way Alpha thì cũng chỉ đang có cái mức giá chỉ từ ngoài 18 triệu đến ngoài 19 triệu thôi các bạn nhé. Một cái mức giá cũng còn rất là hợp lý với cái một cái dòng xe Way Alpha phiên bản cổ điển rất là đặc sắc, đặc biệt như này ạ. Dạ vâng, hiện tại thì bên cạnh cái dòng xe Way Alpha phiên bản cổ điển này thì Bình Trang còn có các dòng xe như dòng xe Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn với màu đỏ, màu trắng và màu xanh và phiên bản đặc biệt với màu đen nhám ạ. Với mức giá dao động cũng chỉ từ ngoài 18 đến ngoài 19 triệu thôi, cái mức giá cũng rất là ưu đãi đúng không ạ? Vâng, và riêng hai những phiên bản này thì cái giảm sóc trước sẽ là màu đen này. Và phuộc trước sẽ là màu đen và cái giảm sóc sau sẽ là màu đen các bạn nhé. Và đặc biệt là cái phần nhựa sần bên trong này, yếm này sẽ là màu đen nhám và là đen sần các bạn nhé. Dạ vâng, khi các bạn mua bất kỳ dòng xe Way Alpha nào, phiên bản nào bên Trang, các bạn sẽ được tham gia những chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam cũng như là của Hòa Bình Minh bên Trang, thì các bạn sẽ được tặng là mũ bảo hiểm hoặc áo mưa, hoặc các bạn sẽ, và đặc biệt các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng trực tiếp tại cửa hàng sau khi các bạn làm thủ tục thanh toán. Và nếu như các bạn may mắn, các bạn sẽ có cơ hội trúng một chiếc xe máy Honda Vision, hoặc một chiếc xe máy Honda Way Alpha, hoặc một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh Apple Watch, hoặc một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu có kính chính hãng của Honda Việt Nam. Đó. Dạ vâng, và bên cạnh dòng xe Way Alpha thì bên Trang cũng có dòng xe số khác nữa, như là dòng xe Way RSX. Dạ vâng, Way RSX bên Trang thì sẽ có 3 phiên bản vành nan phanh cơ, phiên bản vành nan phanh đĩa và phiên bản vành đúc phanh đĩa. Và dòng xe Way RSX này thì với khối động cơ là 110 phân khối như dòng xe Way Alpha, nhưng dòng xe Way RSX thì đã được trang bị là hệ thống kim phun xăng điện tử PGMFI. Chính vì vậy mà dòng xe Way RSX này cũng đang có cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là tối ưu. Vâng, các bạn có thể thấy là theo nhãn năng lượng của Honda Việt Nam, các bạn đi 100 cây chỉ hết 1,7 lít trên 100 cây các bạn nhé. Dạ vâng, đây là theo nhãn năng lượng của Honda Việt Nam ạ. Còn thực tế thì mức tiêu hao nhiên liệu nó còn phụ thuộc vào cách bạn di chuyển, của quãng đường mình di chuyển nữa các bạn nhé. Vâng, và dòng xe Way RSX bên Trang thì đang có mức giá dao động từ ngoài 21 triệu cho tới ngoài 24 triệu thôi, là các bạn có thể sở hữu một chiếc xe Way RSX rất là năng động như thế này ạ. Dạ vâng, cuối cùng thì Trang xin phép giới thiệu với các bạn một cái dòng xe số nữa, một cái dòng xe số cao cấp, dòng xe số mà đang có cái mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhất trong tất cả các dòng xe Honda tại cửa hàng xe máy Bình Minh 7 bên Trang. Dòng xe số với khối động cơ lớn nhất 125 phân khối, đó chính là dòng xe Future. Dạ vâng, Future bên Trang thì với phiên bản vành nan phanh đĩa và phiên bản vành đúc phanh đĩa như này, nhưng lại đang có cái mức giá rất tối ưu chỉ từ ngoài 32 triệu cho tới ngoài 33 triệu là các bạn có thể sở hữu một chiếc xe Future với khối động cơ lớn nhất là 125 phân khối, nhưng lại đang có mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhất trong tất cả các dòng xe Honda hiện tại cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 7 bên Trang các bạn nhé. Vâng, và các bạn mua bất kỳ dòng xe máy nào bên Trang, các bạn sẽ đều được tặng như là mũ bảo hiểm hóa mưa, và đặc biệt là các bạn sau khi làm thủ tục thanh toán xong, các bạn vẫn đều được tham gia chương trình quay số trúng thưởng trực tiếp tại cửa hàng, và các bạn sẽ có cơ hội là đi mua một xe mà sẽ được đi hai xe về các bạn nhé.
Dạ vâng, các bạn đến muốn quan tâm về bất kỳ dòng xe nào bên Trang, các bạn có thể inbox trực tiếp cho cửa hàng hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với Trang theo số điện thoại 0973 517 537 hoặc các bạn có thể gọi vào số hotline của cửa hàng bên Trang với số 02103 863 789 trong giờ hành chính. Bên Trang luôn có nhân viên túc trực bên điện thoại trả lời các bạn một cách nhanh nhất ạ. Dạ vâng, bây giờ Trang xin phép được chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Xin chào ạ.